Sách trời ghi rõ, tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, nam mạng, bước sang năm Ất Tỵ 2025, được thần tài mở kho ban cho lộc lớn, vận đỏ ngút trời, trúng số liên tiếp, đổi đời đại gia, an nhàn hưởng phúc lớn cho đến cuối cuộc đời, nếu như nắm bắt được cơ mệnh này. Đầu tiên, thông tin đặc trưng phân biệt người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, nam mạng. Canh Tuất, hay còn được gọi là tự quan chi cầu hay chó trong chùa, năm sinh dương lịch, từ ngày mùng 6 tháng 2 năm 1970 đến ngày 26 tháng 1 năm 1971, mạng thoa xuyến kim, xuyến bằng vàng, khắc đại lâm mộc, con nhà bạch đế, số phú quý, xương con chó, tướng tinh con cáo, ông quan đế độ mạng, thiên can, canh, tương hợp, ất, tương hình, giáp, bính, địa chi, tuất, tam hợp, dần ngọ tuất, tứ hành xung, thìn tuất sửu mùi. Canh tuất nam mạng, hợp với nạp âm hành kim, do can canh kim ghép với chi tuất thổ, thổ sinh nhập kim, tức chi sinh can. Nạp âm và can chi lại tương hợp ngũ hành, thuộc lứa tuổi có căn bản vững chắc, thực lực hơn người, nhiều may mắn, ít gặp trở ngại trên đường đời. Sinh vào mùa thu và các tháng giao mùa là hợp mùa sinh, canh tuất có nhiều kim tính trong tuổi, khi kim vượng hay suy, thiếu chất hỏa kiềm chế, các bộ phận như phổi, ruột, dễ bị suy yếu khi lớn tuổi, nên lưu ý từ thời trẻ để về già đỡ bận tâm. Những người tuổi canh tuất nam mạng thường là những người rất tốt bụng, họ luôn nghĩ cho người khác hơn là nghĩ cho bản thân mình. Họ thẳng thắn và vị tha, sẵn sàng bao dung cho những sai lầm của người khác, nhưng họ lại rất cẩn trọng với những sai lầm của mình. Nam tuổi canh tuất không chú trọng về chuyện tiền bạc, nhưng họ lại rất quan trọng chuyên đi kiếm tiền, họ trung thực, ngay thẳng và thẳng thắn, nên trong các quan hệ xã hội, có thể người tuổi canh tuất sẽ gặp những chuyện không hay. Họ không phải là người theo chủ nghĩa thực dụng, vật chất, họ luôn dung hòa được hai sự việc, sự vật, mâu thuẫn, đôi khi ở khía cạnh tiêu cực, họ là những người khá bảo thủ, hay cả thèn, hay nhúng mũi vào chuyện của người khác. Chính vì sự giỏi giang và thấu hiểu mọi sự mà họ có những lúc bảo thủ và không nghe ai nói. Những khi có sự việc xảy ra cùng cả nhóm, người tuổi canh tuất sẽ đứng ra chịu trách nhiệm và hoàn thành nhiệm vụ như một trưởng nhóm thực sự được giao việc. Khi có việc xung đột mâu thuẫn, họ thường có thái độ muốn giải quyết vấn đề chứ không thù hận. Họ cũng là người khá đa nghi nhưng sẽ không tùy ý phê phán mà không có căn cứ vững chắc. Tuổi canh tuất nam mệnh có thiên can, mang chữ canh, có các sao thái dương, vũ khúc, thiên đồng, thái âm và tứ hóa. Với hai sao thiên đồng, hóa khoa nếu sống hợp với đạo đức thì sự nghiệp càng thăng tiến, cuộc sống hạnh phúc, là người khôn ngoan năng động, làm việc chăm chỉ, siêng năng, có ý thức trách nhiệm cao. Đa phần có tuổi thơ không được may mắn, đã phải vào đời sớm, thân tự lập thân, là người có ý chí, chịu khó, chịu khổ, cố gắng phấn đấu để vươn lên, không sớm thì muộn cũng đạt được ước vọng. Tiền vận tuy có khó khăn, nhưng từ trung vận đã có sự nghiệp, gia đạo vững vàng, ngày càng phát triển, hậu vận danh lộc tăng cao. Cuộc sống có nhiều may mắn, có người trở thành chủ nhân, có tiền, có tiếng, tuổi già con cháu đông đầy, gia đình hưng thịnh. Nam mệnh tuổi canh tuất không phải là người có lối sống ham mê tiền tài, địa vị và quyền lực, trông vẻ ngoài của họ có đôi chút lạnh lùng, ít nói, nhưng thực ra, tuổi canh tuất là người sống giàu tình cảm. Chất liệu cuộc sống của họ được tạo nên từ tình yêu thương, sự quan tâm của những người thân xung quanh, hơn nữa, canh tuất nam mạng là những người thích giao tiếp, kết bạn, bởi vậy, họ có mối quan hệ xã hội rộng rãi, người này ít khi có khái niệm kẻ thù vì họ theo chủ nghĩa hòa bình. Nhưng một khi có ai đó cố tình làm tổn hại danh dự của họ và những người thân trong gia đình, tuổi canh tuất sẵn sàng đáp trả một cách dữ dội. Mọi người xung quanh tin tưởng và khâm phục vào trực giác của tuổi canh tuất. Trước những khó khăn nguy hiểm, người này luôn đưa ra những lời khuyên chính xác, đúng đắn và những lời cảnh báo cho mọi người đề phòng. Nhờ vào con mắt tinh tế của mình, tuổi tuất có thể phán đoán được tính cách suy nghĩ của người khác, điều đó giúp họ kết bạn được với những người cùng chung chí hướng, tránh xa những người mưu mô xảo quyệt. Nếu quan sát tuổi canh tuất nam mạng khi giao tiếp, bạn sẽ học hỏi được nhiều điều bổ ích. Những người này biết cách thu hút, dẫn dắt người khác vào câu chuyện của mình, họ từ tốn, để chỗ cho những sự tinh tế, chứ không bao giờ to tiếng, gào thét trước mặt ai đó. Hơn nữa, những lý lẽ mà tuổi tuất đưa ra luôn khiến người khác bị rung động, thuyết phục. Nam giới tuổi canh tuất nổi tiếng thông minh, sắc sảo, có khả năng xử lý những tình huống khẩn cấp bất ngờ, họ phân biệt được rõ đúng sai, biết điều gì mình nên và không nên làm. Những người mơ hoài bão luôn tồn tại trong con người họ như một ngọn lửa âm ỉ, chỉ cần tìm thấy thời cơ thuận lợi, ngọn lửa ấy sẽ bùng cháy mãnh liệt. Một khi làm việc, những người này tập trung cao độ và cố gắng hết mình, chừng nào chưa hoàn thành nhiệm vụ họ sẽ không bỏ cuộc.
Tuy nhiên, điểm yếu lớn nhất của người tuổi này đó là không biết kiềm chế cảm xúc của mình. Họ có thể nổi giận với đồng nghiệp bất cứ lúc nào, dù cơn nóng giận ấy sẽ nhanh chóng qua đi, nhưng điều đó đã khiến người khác bị tổn thương. Đối với họ, gia đình và danh dự là hai điều đáng quý nhất của một con người, dù có bận rộn đến mấy với công việc. Nam tuổi Canh Tuất cũng sẽ dành nhiều thời gian để quan tâm, chăm lo cho những người thân xung quanh họ. Trong những lúc khó khăn, chính tình cảm gia đình, bạn bè là nguồn động lực duy nhất, tiếp thêm sức mạnh, nghị lực cho tuổi Canh Tuất vượt qua gian nan thử thách. Nếu có một người bạn tuổi Canh Tuất, bạn sẽ luôn cảm thấy an toàn và tin cậy, họ tuyệt đối sẽ không bao giờ phản bội mối quan hệ này. Tuổi Canh Tuất nam mạng sẽ cảm thấy hòa hợp với tuổi Ngọ, Thân, Hợi, Tỵ và ngược lại không thích hợp với tính cách của người tuổi Thìn, Dậu. Xét tổng quan tử vi nam mạng tuổi Canh Tuất trong năm 2025. Thứ nhất, xem tử vi 2025 của nam mạng tuổi Canh Tuất theo can chi, ngũ hành. Xét về thiên can, Canh gặp Ất tương hợp, công việc ngày càng thuận lợi, thu được nhiều lợi ích cả về danh tiếng và tiền bạc, xuất hiện cơ hội thăng tiến trong giai đoạn này, người thực sự bản lĩnh sẽ được như ý nguyện. Xét về địa chi, Tuất gặp Tỵ, bình hòa, không xung, không khắc, chủ về công việc sự nghiệp do nỗ lực của bản thân mà thành. Con đường công danh, sự nghiệp, tiền bạc ngày một vững chắc, có cơ hội thăng quan tiến chức, đời sống vật chất đủ đầy. Xét về ngũ hành, được lưu niên tương sinh, đương số không gặp phải biến cố gì lớn lao, chỉ cần tập trung vào công việc của mình, không quan tâm quá nhiều đến chuyện riêng tư của người khác thì các mối quan hệ sẽ hoàn hảo, tốt cho phát triển sự nghiệp. Tiểu kết, bước sang năm 2025, vận khí của nam mạng Canh Tuất được dự báo là sẽ có nhiều bước tiến triển khá lý tưởng, công việc thu về nhiều thành quả tích cực, kéo theo cả danh tiếng và tiền bạc đều rất dư giả. Bản mệnh còn có quý nhân phù trợ, làm gì cũng có người hỗ trợ, dù nắm chức vụ nào thì bạn cũng sẽ đạt được mục tiêu mình đã đặt ra, sự nghiệp rạng rỡ như mặt trời ban trưa, gia đình con cháu được nhờ vả. Thứ hai, xem tử vi Canh Tuất, sinh năm 1970, nam mạng theo sao Hạn. Sao Thổ Tú là hung tinh trong cửu diệu niên hạn, Hạn Thổ Tú còn được gọi là ách tinh, dễ mang tai họa, xuất hành không thuận lợi, chăn nuôi thua lỗ. Người gặp sao Thổ Tú nếu không đề phòng sẽ bị tiểu nhân gièm pha, xuất hành không thuận lợi, gặp khó trốn quan trường. Sao Thổ Tú đến với tuổi nào thường thử thách lòng kiên trì, bản lĩnh của tuổi đó, ban đầu công việc, các mối quan hệ xã hội có thể không thuận lợi như mong muốn. Nhưng nếu bản mệnh có sự chuẩn bị, có tâm huyết và tinh thần trách nhiệm thì vẫn sẽ gặt được những kết quả như ý. Về hôn nhân gia đình, dễ xảy ra xung đột, gia đạo ngày càng căng thẳng, bản mệnh mang nhiều tâm trạng, có nỗi buồn man mác, không có chủ định rõ ràng. Do vậy cần nhất là bỏ bớt cái tôi của mình xuống, cùng chia sẻ với mọi người, mỗi người nhịn nhau thêm một chút thì trong nhà mới yên ấm. Theo tử vi, mỗi năm con người đều có sao chiếu mệnh, may rủi có thời, do vậy bạn cũng không cần quá lo lắng. 6 tháng cuối năm, mọi sự sẽ có khởi sắc, đặc biệt, những người mệnh thổ lại càng không đáng lo ngại. Trong dân gian vẫn lưu truyền một bài thơ về tính chất của sao Thổ Tú như sau. Thổ Tú sao ấy phải lo, tuy rằng ít nặng giữ cho vẹn toàn, tháng 1 tháng 8 chẳng an, tỵ trong 2 tháng thiếp chàng đi ai, làm ăn thì cũng có tài, khiến cho đau ốm phải dày tốn hao, mang lời chịu tiếng biết bao, bán buôn phải giữ kẻo hao mất đồ, tham tài dục lợi của vô, đem ra thì bị côn đồ đoạt đi, tin người ngon ngọt phải nguy, thi ân bố đức việc gì cũng qua. Và năm Thổ Tú tinh chiếu, cần đặc biệt chú ý cẩn trọng, tránh bị tiểu nhân gièm pha, lợi dụng, trước khi làm phải đánh giá, phân định rõ ràng, đừng tin người mù quáng mà thiệt thân. Sao này tác động xấu nhất vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch, nếu mưu tính đại sự nên tránh 2 tháng này để đề phòng bất trắc. Mệnh chủ cũng nên theo dõi tình trạng cơ thể, tuyệt đối không cậy mạnh, vung phí sức khỏe, nên hạn chế xuất hành đi xa để tránh gặp nạn. Bên cạnh đó, người tuổi gặp sao Thổ Tú nên đề phòng trộm cắp, cướp giật, đời sống tình cảm cũng không quá suôn sẻ. Tốt nhất nên suy nghĩ thật kỹ trước khi nói, một điều nhịn là 9 điều lành, tránh cãi vã, tranh chấp không đáng có. Trong ngũ hành thì sao Thổ Tú thuộc hành thổ, xét theo quan hệ tương sinh tương khắc, hành thổ thì thổ tương sinh với hành hỏa và hành kim, tương khắc với hành mộc và hành thủy. Thổ Tú hợp màu, đỏ, hồng, cam, tím, hành hỏa và màu trắng, bạc, ánh kim, hành kim. Thổ Tú kỵ màu xanh lá cây, hành mộc và màu đen, xanh nước biển, hành thủy. Dựa vào màu sắc hợp khắc với sao Thổ Tú, đương số nên chọn màu hợp mệnh nhằm kích thích vận khí may mắn, giúp công việc làm ăn trở nên suôn sẻ và hanh thông hơn.
chuyện tình cảm trở nên tốt đẹp và gắn kết hơn. Do Thổ Tú là sao trung tính, gia chủ cần mạnh dạn trong việc kích vận khí, vận dụng cơ hội may mắn nếu có. Thứ ba, xem tử vi nam mạng tuổi Canh Tuất theo niên hạn là hạn ngũ mộ. Khi gặp phải hạn ngũ mộ, trong năm đó chắc chắn sẽ có nguy cơ bị mất mát, tiêu tán về tài sản, tiền của, nhưng nặng nhất là khi mua bán, giao dịch hàng hóa, dễ mua phải đồ kém chất lượng, không tốt, hoặc khi thực hiện các giao dịch không có giấy tờ, đảm bảo hóa đơn rõ ràng thì khó mà được bảo hành khi hỏng, hoặc sẽ bị trộm cắp, tịch thu vì hàng mua không có xuất xứ rõ ràng. Ngay cả khi có lòng tốt cho người khác ở nhờ, ngủ nhờ cũng dẫn tới hao tốn tiền của vì dễ gặp phải người gian có tính trộm cắp, gây thiệt hại về tài chính. Viết về hạn ngũ mộ có hai câu thơ như sau. Ngũ mộ hạn xấu tổn tài, thiên tinh phải mắc dạ tai ngục hình. Vì hạn ngũ mộ là hạn chủ về hao tài, tốn của, nên dù ít dù nhiều, dù mất một phần hay nặng nề là mất tất cả, thì cũng khiến cho tinh thần gia chủ đi xuống, ăn không ngon, ngủ không yên, tâm lý buồn lo, bất an, hay nói cách khác, hạn ngũ mộ, chủ về hao tổn tiền bạc, nhưng dẫn tới nhiều hệ lụy khác, cụ thể hạn ngũ mộ được diễn giải như sau. Bị kẻ gian lấy tiền của, hàng hóa mua vào kém chất lượng, hàng giả, hàng nhái, khiến cho tài chính suy giảm, thậm chí thua lỗ tới trắng tay, không một xu dính túi. Khi mua hàng không có hóa đơn, chứng từ thì dễ bị vướng vào vấn đề pháp luật, lao lý, mất tiền mà chất lượng chẳng thấy đâu, thậm chí còn bị bắt giữ, gặp rắc rối với pháp luật vì mua bán hàng hóa không chất lượng, hàng hóa không có xuất xứ rõ ràng. Ngay cả khi chúng ta có lòng tốt, muốn giúp đỡ người khác, cho vay, cho mượn tiền, cũng gặp phải rắc rối khó hoặc không đòi được tiền về. Cho người khác tá túc thì có nguy cơ bị trộm cắp vì gặp phải kẻ gian, tất cả đều dẫn tới tiêu tán tiền bạc của gia chủ. Thứ 4. Vận niên năm 2025 của tuổi Canh Tuất, nam mạng. Sang năm 2025, nam mạng Canh Tuất gặp vận niên, mã bị đao, tức ngựa chiến bị thương, hình tượng ngựa chiến đông sông Tây đột. Làm bao nhiêu công chuyện cho người này kẻ nọ, để rốt cuộc mình lại bị thương, chịu phần thua thiệt về mình. Suy rộng ra, công việc khó mà đạt được như ý nguyện, hoặc nếu có thành cũng phải một phen chảy ra, chóc vẩy. Chuyện tình cảm không có tiến triển gì mới mẻ, hôn nhân có thăng trầm, nhưng nhất định đều không vượt qua, quá tầm kiểm soát của đương số. Thứ 5. Xem vận hạn năm 2025, tuổi Canh Tuất, nam mạng, theo tuổi âm. Tử vi 2025, tuổi Canh Tuất 1970, nam mạng, có hạn tam tai không? Người tu oi Canh Tuất cần tránh các năm tam tai, thân, dậu, tuất. Năm 2025 là năm Ất Tỵ, theo cách tính thì gia chủ 1970, Canh Tuất, sẽ không phạm đại kỵ tam tai. Tử vi 2025, tuổi Canh Tuất 1970, nam mạng, có hạn kim lâu không? Năm Ất Tỵ 2025, gia chủ tuổi Canh Tuất 1970 là 56 tuổi, tuổi Mụ, gia chủ Canh Tuất sẽ không phạm kim lâu. Tử vi 2025, tuổi Canh Tuất 1970, nam mạng, có hạn hoang ốc không? Năm nay gia chủ tuổi Canh Tuất phạm tuổi hoang ốc, ngũ thọ tử. Có câu, ngũ tử ly thân phòng tử biệt, tuổi này làm nhà là phạm, trong nhà chia rẽ, lâm vào cảnh sinh ly tử biệt. Tử vi 2025, tuổi Canh Tuất 1970, nam mạng, có hạn thái tuế không? Canh Tuất 1970, năm Ất Tỵ 2025 sẽ không phạm thái tuế. Tử vi 2025, tuổi Canh Tuất 1970, nam mạng, có hạn trạch tuổi không? Theo hệ thống cửu trạch vận niên thì gia chủ Canh Tuất 1970, năm Ất Tỵ 2025 là trạch đức. Trạch đức là một trong bốn trạch tốt gồm trạch phúc, trạch đức, trạch bảo, trạch lộc. Trạch đức là tốt, bởi vậy gia chủ 1970 nên mua, xây cất hoặc sửa nhà và nên làm các việc trọng đại vào năm 2025 này. Người xưa có câu thơ rằng, làm nhà cửu trạch vận từng niên, phúc, đức, bảo, lộc phú thọ yên. Nếu gặp bại, ư, khóc, quỷ, tử, chắc là sát chủ với thê hiền. Nghĩa là làm nhà phải chú ý trạch từng năm. Các trạch tốt là phúc, đức, bảo, lộc. Các trạch xấu là bại, ư, khóc, quỷ, tử, trừ ra. Tóm lại, năm 2025 gia chủ sinh năm 1970 gặp trạch đức thì nên mua nhà, làm nhà hoặc sửa nhà vào năm này rất tốt. Tiểu kết, người tuổi Canh Tuất nam mạng gặp khá nhiều cơ hội trong sự nghiệp cũng như tài vận nhờ sự chủ động, chăm chỉ,
cũng như nhờ sự trợ giúp của quý nhân, bạn có cơ hội gặt hái được thành công đáng mừng. Đánh giá chung về tử vi năm 2025, tuổi Canh Tuất, nam mạng. Bước sang năm Ất Tỵ 2025, nam mệnh tuổi Canh Tuất là 56 tuổi âm lịch, được xét đoán trên nhiều yếu tố về ngũ hành bản mệnh, thiên can, địa chi, sao chiếu mệnh, vận niên cho thấy đây là một năm nhiều may mắn khi có ngũ hành bản mệnh tương sinh với mệnh năm, tứ trụ thiên hòa địa hợp, vận trình tài lộc năm nay, no đủ, hạnh phúc, cầu được ước thấy, sự nghiệp thăng tiến. Xem sao hạn, nam mạng Canh Tuất năm nay gặp sao Thổ Tú, một sao trung tính, không quá tốt hay không quá xấu, nên không cần quá lo lắng, duy trì bản lĩnh trong công việc thì sẽ vẫn gặt được những thành tựu như mong đợi. Bên cạnh đó, người tuổi Canh Tuất nam mạng nên chú ý bảo quản tiền bạc cẩn thận để tránh hạn ngũ mộ làm hao tài, tốn lộc. May mắn trong năm nay, tuổi Canh Tuất gặp được sao Tốt tương trợ nên vận trình sẽ rực sáng và thành công ngoài mong đợi, bản mệnh liên tiếp được thần tài ban lộc, quý nhân chiếu cố nồng hậu, làm việc gì cũng thu được kết quả bất ngờ, có lộc về đầu tư, kinh doanh, tiền bạc cứ ùn ùn đổ về nhà, chất đầy két. Cuộc sống của bạn và gia đình cũng được nâng lên một tầm cao mới, giàu sang, sung túc, người người kính trọng, gia đạo êm ấm, con cháu ngoan ngoãn, thảo hiền. Cụ thể về các phương diện chính như sau. Xét về vận trình sự nghiệp của nam mạng tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 trong năm Ất Tỵ 2025. Bước sang năm Ất Tỵ 2025, nam mạng tuổi Canh Tuất có con đường công danh, sự nghiệp như cá gặp nước, có nhiều cơ hội để thăng tiến, dễ thành công và thu lợi nhuận lớn. Nhờ vào kinh nghiệm, trí thông minh và các mối quan hệ rộng rãi, nam mạng tuổi Canh Tuất nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ được giao, thậm chí phát hiện ra những phương hướng mới để phát triển bản thân. Công việc làm ăn ngày càng thuận lợi, có sự mở rộng và tăng tiến, mưu sự dễ thành. Năm này, nam mạng tuổi Canh Tuất đón nhiều vận khí cát lành, thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Vừa gặp được cục diện ngũ hành tương sinh, thiên can tương hợp hỗ trợ, lại thêm tử vi cát tinh soi chiếu, dẫn đường chỉ lối. Cho nên nam mạng tuổi Canh Tuất cứ thế mà làm ăn thuận lợi, mưu sự lớn nhỏ đều dễ thành, chứ không còn cảm giác trục trặc, khó khăn cản trở như trước. Đối với những người làm công ăn lương, công việc suôn sẻ, được tập thể ghi nhận công lao, nửa cuối năm có tín hiệu thăng chức hoặc tăng lương đáng kể. Nếu có ý định thay đổi công việc, bản mệnh chớ ngại ngần mà thử sức, sự dịch chuyển này không hẳn vì việc cũ phiền hà mà do tư duy đổi mới để phát triển. Với người làm ăn, kinh doanh tự thân, mọi việc diễn tiến tích cực ngoài mong đợi, dưới tác động của Thanh Long và Thiên Phúc. Nam mạng có số được quý nhân phù trợ, có thể là bạn cũ gặp lại, mở ra nhiều cơ hội hồn hạp, đầu tư làm ăn mới. Năm Ất Tỵ 2025 cũng thích hợp cho những ai có ý định khởi nghiệp. Có thể thấy, năm này với nam mạng tuổi Canh Tuất sẽ gặt hái được nhiều thành công. Nhưng nam mạng cũng nên nhớ là chớ nên kiêu ngạo, coi thường người khác, khiến cho kẻ tiểu nhân chướng tai, ngứa mắt mà gây hại mình. Nam mạng Canh Tuất cũng chớ nên tin theo lời nịnh bợ của người ngoài, kẻo rơi vào bẫy răng sẵn lúc nào chẳng hay. Xét về vận trình tài lộc của nam mạng tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, trong năm Ất Tỵ 2025. Tuổi Canh Tuất nam mạng bước sang năm Ất Tỵ 2025 cho thấy vận trình tài lộc nở rộ, nguồn thu nhập chính tăng tiến không ngừng, tạo tiền đề tốt cho việc đầu tư hoặc mở rộng kinh doanh, buôn bán để gia tăng nguồn thu phụ cho mình. Năm này là thời điểm lý tưởng để nam mạng tuổi Canh Tuất cân nhắc tới vấn đề đa dạng hóa các hạng mục đầu tư, có thể thử sức với bất động sản hoặc thị trường về tài chính. Tài lộc của nam mạng tuổi Canh Tuất nhìn chung tiến triển rất tốt, các mối đầu tư trước đó đang dần mang lại những kết quả đáng mừng. Nam mạng chỉ cần bỏ công bỏ sức ra làm việc, ắt sẽ thu được những thành quả xứng đáng. Người làm công ăn lương cũng thường xuyên nhận được tiền thưởng nóng hoặc nhờ đóng góp trong công việc mà được thăng chức, tăng lương. Nam mạng Canh Tuất trở thành tấm gương cho mọi người học tập, là người dẫn đường chỉ lối cho tập thể. Người kinh doanh, buôn bán, làm nghề tự do, có một năm buôn may, bán đắt, tiền bạc thu về không ít, giúp cho túi tiền không ngừng đầy lên, bản mệnh cảm thấy an tâm hơn về tài chính hiện tại của mình. Tuy nhiên trong năm này, nam mạng tuổi Canh Tuất cũng cần chú ý vì có thời điểm gặp khó khăn, bị vận khí xấu tác động nên không thích hợp cho đầu cơ lướt sóng ngắn hạn. Lời khuyên cho nam mạng tuổi Canh Tuất trong năm này là chọn phương án đầu tư dài hạn và trung hạn, tài lộc sẽ được nở rộ, nhưng cũng cần chú ý không nên tham lam quá, tham thì thâm. Đặc biệt, trong năm này với sự tác động của hạn ngủ mộ, chủ về hao tán tài lộc, nam mạng Canh Tuất cần phải chú ý hơn, có kế hoạch trong cách quản lý về tài chính,
Nếu như có người khác vay mượn về tiền bạc thì nên tìm cách từ chối khéo léo, nếu không sẽ gặp phải rắc rối, khó hoặc không đòi được tiền về. Trong năm 2025, tài lộc vẫn có điểm báo hao tổn nhiều, phần lớn do chi tiêu cuộc sống hàng ngày, thỏa mãn nhu cầu cá nhân. Phần khác có thể do bị trộm cắp hoặc lừa đảo, thận trọng khi hợp tác làm ăn cũng như chọn đối tác, bạn bè, người phụ tá sẽ tốt hơn. Xét về phương diện tình cảm của nam mạng tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 trong năm Ất Tỵ 2025. Bước sang năm Ất Tỵ, về phương diện tình cảm, gia đạo của nam mạng tuổi Canh Tuất cũng khá tốt, thiên hỷ cát tinh chiếu mệnh, báo tin gia đạo có tin vui đưa tới, như thêm người, thêm của, thêm con, thêm cháu. Tình cảm gia đình hài hòa, các thành viên trong gia đình luôn có được sự thấu hiểu, chia sẻ với nhau trong mọi việc. Nhờ thế mà giảm bớt được những hiểu lầm không đáng có, ít xung đột lớn, nếu có cũng dễ dàng giải quyết thỏa đáng. Đối với nam mạng Canh Tuất đang còn độc thân cũng rất vượng vận về đào hoa, gặp gỡ làm quen được nhiều người khác giới, đi đến đâu cũng được yêu mến. Khả năng cao, nam mạng Canh Tuất trong năm này sẽ tìm được đối tượng ưng ý, thậm chí có thể tiến tới hôn nhân để có được hai cánh tay dìu dắt nhau, sống hạnh phúc quãng đời còn lại. Ở độ tuổi ngoài 50, nam mạng tuổi Canh Tuất đã biết trân quý hơn người bạn đời đồng cam cộng khổ trong đời mình, biết trân trọng hơn những đứa con đã trưởng thành và những người bạn cũ luôn kề vai sát cánh bấy lâu nay. Tình thân, tình bạn, tình yêu, những điều này dần sẽ trở thành những điều quan trọng trong số những điều được coi trọng đối với nam mạng tuổi này. Xét về vận trình sức khỏe của nam mạng tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 trong năm Ất Tỵ 2025. Năm 2025, nam mạng tuổi Canh Tuất có vận trình sức khỏe có chút gập ghềnh. Hầu như không gặp phải vấn đề nào nghiêm trọng, nếu có đau ốm cũng mau lành, do gặp được đúng thầy, đúng thuốc. Có điều, trong năm này đối với nam mạng tuổi Canh Tuất, cần lưu ý tác động của tử phù là hung tinh, khiến cho bệnh cũ dễ tái phát, một khi đã phát bệnh trở lại có thể phải động chạm dao kéo, nhưng kết quả cuối cùng vẫn tốt đẹp. Năm này nam mạng Canh Tuất cũng đang có điềm báo, gặp họa huyết quang do vật sắc nhọn gây ra, cho nên nam mạng cũng nên thận trọng khi sử dụng các vật dụng bằng kim loại, hạn chế tham gia các hoạt động thể thao mạo hiểm, tránh bị té ngã, chấn thương. Đi xa cẩn thận về đồ đạc, rất dễ bị trộm cắp, đề phòng kẻ gian, chú ý đường sông nước, kẻo gặp họa về đuối nước. Nam mạng tuổi Canh Tuất trong năm này nên duy trì một lối sống khoa học, tránh thức khuya dậy sớm hoặc làm việc quá sức, khiến cơ thể mệt mỏi. Khi gặp chuyện không như ý muốn, nam mạng cũng cần giữ suy nghĩ lạc quan để tinh thần luôn được nhẹ nhõm. Đặc biệt, thầy Gia Cát khuyên nam mạng tuổi Canh Tuất hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, Minh Quang Pháp Bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của bản mệnh. Quý vị thân mến, để năm 2025 âm lịch hanh thông thuận lợi, thì ngay sau đây Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ cách kích hoạt cát tính của sao tốt và cách giải hạn trong năm để quý bản mệnh có một năm mới bình an may mắn. Hóa giải sao thổ tú bằng phong thủy. Đồ phong thủy, trong năm có sao này chiếu mạng, đương số nên treo nhiều đồ vật cát tường, cầu may trong nhà hay dùng trang sức đá quý, ngọc phong thủy màu trắng như kim cương, thạch anh trắng, mã não trắng, để tăng cường cát khí, đồng thời giúp xua đuổi xui xẻo vây quanh. Tâm lý, việc hóa giải sao thổ tú thường xuất phát từ tâm lý lo lắng, nhưng nếu giải tỏa được điều này không có gì phải lo nghĩ nhiều. Việc hóa giải chủ yếu dựa vào tâm nên chỉ cần làm những việc tốt để bạn cảm thấy vui vẻ, thoải mái còn có tác động lớn hơn là tổ chức cúng lễ lớn. Cách hóa giải hạn ngũ mộ năm 2025. Về công việc làm ăn, cần kiểm tra nguồn gốc hàng hóa sản phẩm rõ ràng, không nên nhập những hàng kém chất lượng mà vướng vòng lao lý khiến tiền mất tật mang. Về tài sản, tiền của nên giữ gìn cẩn thận, không nên nghe lời hay tin tưởng người khác mà cho vay hay cho mượn, chẳng may tiền không thu lại được mà nghĩa cũng không còn. Về lối sống, nên sống hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, cho đi mà không cần nhận lại. Tốt nhất nên kết giao với những người lương thiện, tránh người lưu manh, lừa gạt. Cảnh báo, hãy hạn chế cho người lạ vào nhà, đặc biệt là ngủ qua đêm, không may kẻ xấu nổi lòng tham đánh cắp tài sản, gây ra những điều bất lợi cho gia chủ và người xung quanh. Quý vị thân mến, đầu xuân năm mới người Việt ta có truyền thống chọn người hợp tuổi đến xông nhà để cầu mong một năm may mắn, tài lộc sung túc. Xem tuổi xông nhà, xông đất năm Ất Tỵ 2025 cho người tuổi Canh Tuất. Theo kinh nghiệm dân gian,
Khi chọn người xông đất nên chọn người có thiên can, địa chi, ngũ hành tương sinh với gia chủ. Đồng thời thiên can, địa chi, ngũ hành của năm 2025 cũng cần tương sinh với người đó. Các tuổi sau đây phù hợp với gia chủ để xông đất vào đầu năm mới. Các tuổi xông đất tốt với người tuổi Canh Tuất trong năm Ất Tỵ 2025 là Kỷ Dậu 1969, tốt, Bính Tuất 2006, tốt, Đinh Tỵ 1977, tốt, Bính Tuất 1946, tốt, Kỷ Mão 1999, cá, Mậu Dần 1998, cá, Bính Thìn 1976, cá, Mậu Thân 1968, cá, Kỷ Mão 1939, cá, Mậu Dần 1938, cá. Các tuổi xông đất xấu với người tuổi Canh Tuất trong năm Ất Tỵ 2025 là Ất Hợi 1935, không tốt, Tân Hợi 1971, không tốt, Ất Hợi 1995, không tốt, Giáp Tý 1984, không tốt, Ất Sửu 1925, không tốt, Canh Thìn 1940, không tốt, Ất Mùi 1955, không tốt, Giáp Thìn 1964, không tốt, Ất Sửu 1985, không tốt, Canh Thìn 2000, không tốt. 2. Xuất hành đầu năm 2025. Mùng 1 Tết Ất Tỵ, xuất hành hướng Đông Nam để đón Hỷ Thần, hướng Chính Bắc để đón Tài Thần. Khởi hành vào các khung giờ Hoàng Đạo, giờ Dần 3 đến 5 giờ, giờ Thìn 7 đến 9 giờ, giờ Tỵ 9 đến 11 giờ, giờ Thân 15 giờ đến 17 giờ, giờ Dậu 17 đến 19 giờ, giờ Hợi 21 giờ đến 23 giờ. Vận trình từng tháng của tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, Nam Mạng, trong năm 2025. Vận trình tháng 1 âm lịch 2025 đối với tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, Nam Mạng. Bước sang tháng đầu tiên của năm Ất Tỵ, tổng thể con đường tài lộc của Nam Mạng tuổi Canh Tuất tương đối lý tưởng. Trong không khí sôi động và lễ hội mùa xuân, Nam Mạng tuổi Canh Tuất chắc chắn sẽ có nhiều ánh sáng. Xung quanh bạn là nguồn năng lượng tích cực, khiến bản mệnh làm việc gì cũng thấy thoải mái và dễ chịu hơn. Tuy nhiên trong tháng cũng có hung tinh ám tàng, công việc có chút xáo trộn, Nam Mạng cần phải chú ý điều chỉnh cảm xúc và tìm ra phương pháp làm việc hiệu quả. Năm mới, nếu không muốn bị ảnh hưởng nhiều bởi các hung tinh, thì tốt nhất Nam Mạng tuổi Canh Tuất nên cẩn thận về tài sản, đồ đạc, cẩn trọng trong việc đi lại sẽ tốt hơn. Vận trình tháng 2 âm lịch 2025 đối với tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, Nam Mạng. Nam Mạng tuổi Canh Tuất trong tháng 2 âm lịch này, tử vi cho thấy vận trình tài lộc có những dấu hiệu khởi sắc mạnh mẽ. Dưới sự trợ giúp của nhị hợp trợ mệnh, Nam Mạng đã lấy lại được tinh thần làm việc, công việc dần đi vào ổn định, không có nhiều vấn đề phát sinh cần phải giải quyết. Về đường tình duyên của Nam Mạng tuổi Canh Tuất hanh thông bất ngờ, với người còn độc thân, bản mệnh nhận được sự quan tâm, chăm sóc của một đối tượng nào đó. Nếu người đó thật lòng yêu mến bạn thì đây có thể là cơ hội giúp bạn nhận ra tấm lòng của đối phương và trân trọng đối phương nhiều hơn. Về vấn đề sức khỏe, cơ bản bản mệnh không gặp các bệnh tật gây khó chịu. Dưới sự chăm sóc và bảo vệ của các tinh, một số người có sức khỏe kém cũng có thể cải thiện rất nhiều sức đề kháng trong tháng này. Tinh thần của Nam Mạng cũng trở nên tốt hơn và thoải mái. Vận trình tháng 3 âm lịch 2025 đối với tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, Nam Mạng. Về phương diện sự nghiệp của Nam Mạng tuổi Canh Tuất trong tháng này tương đối xấu. Trong tháng này Nam Mạng dễ bị xáo trộn bởi một số cảm xúc tiêu cực, khiến bản thân sa sút do năng lượng tiêu cực gây ra. Không chỉ vậy, dưới ảnh hưởng của cục diện tứ hình xung, Thìn Tuất Sửu Mùi cùng các sao hung tinh quấy phá, công việc gặp trục trặc, các mối quan hệ xã giao thiếu đi sự hài hòa, tiểu nhân hãm hại, các dự án đầu tư hay các kế hoạch đang thực hiện khó bề đạt được như dự kiến, Nam Mạng Canh Tuất phải mất nhiều thời gian hơn để giải quyết công việc. Một số người trong tháng này còn có thể nghe được vài tin xấu từ người thân khiến bản mệnh lo lắng và dễ bị bi quan bao trùm. Vì vậy, khuyên Nam Mạng tuổi Canh Tuất nên chú ý điều chỉnh trạng thái và cảm xúc của mình, sống lạc quan nhất có thể, đừng đặt nặng vấn đề quá, kẻo lại gây ra nhiều áp lực cho bản thân. Vận trình tháng 4 âm lịch 2025 đối với tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, Nam Mạng. Vào tháng 4 âm lịch, đối với Nam Mạng tuổi Canh Tuất có vận trình tình cảm phát triển cũng khá tốt. Công việc dần vào guồng, việc xử lý việc gì cũng trở nên suôn sẻ hơn. Nam Mạng Canh Tuất có thể thử đặt ra những mục tiêu cao hơn, xa hơn cho mình. Chớ nên giới hạn bản thân ở những điều đã quá quen thuộc, thử sức ở cái mới, sẽ khiến bản mệnh phát huy được tiềm năng của bản thân.
Với sự trợ giúp của các tinh thiên hỷ, nam mạng tuổi Canh Tuất không phải vất vả nhiều mà thường có nhiều thời gian nhàn rỗi để dành cho gia đình hoặc bạn đồng hành. Đặc biệt, trong tháng này, một số người làm việc trong các công ty tư nhân có nhiều thời gian nhàn rỗi hơn. Bởi vậy, nam mạng có thể nhân cơ hội này để đi du lịch hoặc thư giãn cùng nửa kia. Vận trình tháng 5 âm lịch 2025 đối với tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, nam mạng. Bước sang tháng 5 âm lịch, nam mạng tuổi Canh Tuất đang có được những mối quan hệ phát triển khá lạc quan. Với sự giúp đỡ của các tinh, sự nổi tiếng của một số người mang tuổi này đã tăng lên đáng kể. Trong tháng này, nam mạng tuổi Canh Tuất sẽ có cơ hội mở rộng mối quan hệ xã hội của mình. Bạn có thể làm quen với một số nhân phẩm mới tốt đẹp thông qua một số người bạn cũ trong quá khứ. Vận may trong tháng rất mạnh, nếu như các nam mạng tuổi Canh Tuất biết nắm bắt cơ hội để phát triển mối quan hệ xã hội của mình, thì bạn không chỉ có thể thêm nhiều mối quan hệ cho bản thân mà còn mở đường cho nhiều hướng hợp tác làm ăn mới, hứa hẹn sẽ rất phát triển trong tương lai. Vận trình tháng 6 âm lịch 2025 đối với tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, nam mạng. Về phương diện sự nghiệp của nam mạng tuổi Canh Tuất trong tháng này có phần sa sút, bị ảnh hưởng bởi sự can thiệp của các hung tinh, một số người làm văn phòng. Tháng này làm việc không tốt lắm, làm việc gì cũng yếu kém, điều này khiến công việc gặp trở ngại, thậm chí mắc phải những sai sót, sai lầm, cản trở sự nghiệp. Với những sai lầm, nam mạng Canh Tuất cũng cần tìm ra phương pháp để sửa chữa kịp thời. Nam mạng tuổi Canh Tuất nên kịp thời điều chỉnh tâm lý, cố gắng tích cực. Nếu gặp vấn đề chưa hiểu thì bản mệnh có thể tham khảo ý kiến của một số người có kinh nghiệm để được giúp đỡ, tránh sao nhãng, làm giảm uy tín của bản thân, ảnh hưởng đến tiền đồ sau này. Vận trình tháng 7 âm lịch 2025 đối với tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, nam mạng. Bước sang tháng mới, vận trình công danh sự nghiệp của nam mạng tuổi Canh Tuất có dấu hiệu chững lại. Việc kinh doanh buôn bán trong tháng giảm sút do nhu cầu của thị trường giảm, hàng hóa bị tồn ứ, do đây là tháng cô hồn, ảnh hưởng đến nguồn thu nhập trong tháng. Những người làm ở văn phòng, công chức, viên chức công việc có phần nhàn hạ hơn, mọi việc vẫn tiến triển đều đều, bản mệnh có nhiều thời gian dành cho gia đình và thực hiện những sở thích cá nhân. Chú ý, về tình hình sức khỏe của nam mạng tuổi Canh Tuất, trong tháng này lại không được tốt, bị sao hung tinh đeo bám, phá hoại. Sự tác động của tử phù rất mạnh, nam mạng tuổi Canh Tuất trong tháng này cần phải chuẩn bị tinh thần cho mọi nguy hiểm. Hạn chế đến những nơi sông nước, ao hồ hay những nơi có nhiều âm khí bị ảnh hưởng bởi trường khí xấu có thể nguy hại tới tính mạng. Đồng thời cố gắng tránh ra ngoài vào dịp đặc biệt này kẻo bản thân gặp xui xẻo. Vận trình tháng 8 âm lịch 2025, tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, nam mạng. Đối với nam mạng tuổi Canh Tuất bước sang tháng 8 âm lịch, về vận trình tài lộc có thể bị cản trở dưới sự ảnh hưởng của tiểu hao. Một số người sẽ có những công việc phát sinh ngoài ý muốn, điều này sẽ làm hao tài tốn của hoặc thâm hụt trầm trọng trong tháng này. Đặc biệt, trong các vấn đề có liên quan đến đầu tư tài chính, nam mạng có thể bị mất tiền do thị trường tài chính suy thoái hoặc đầu tư không đúng vào thời điểm. Nam mạng tuổi Canh Tuất cần chú ý quản lý tài chính tốt hơn. Nếu chưa chắc chắn về khoản đầu tư thì cố gắng không tham gia càng nhiều càng tốt, kẻo gây ra tổn thất nặng nề và không thu được lợi nhuận như mong muốn. Vận trình tháng 9 âm lịch 2025, tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, nam mạng. Vận trình sự nghiệp của các nam mạng tuổi Canh Tuất trong tháng 9 âm lịch có những dấu hiệu khởi sắc nhất định. Với sự giúp đỡ của các tinh Nguyệt Đức, tài tinh giúp cho các nam mạng tuổi Canh Tuất có cơ hội làm việc tăng lên đáng kể. Bản mệnh thường có được cơ hội để thể hiện thế mạnh của mình ở nơi làm việc. Vì vậy, đối với nam mạng Canh Tuất cần phải biết nắm bắt thời cơ và phấn đấu để đạt được thành tích tốt hơn trong tháng này để có thể tạo điều kiện bứt phá hơn nữa trong sự nghiệp. Có người sẽ có thành tích tốt trong sự nghiệp, được lãnh đạo công ty đánh giá cao, địa vị của bản mệnh ở nơi làm việc cũng được cải thiện, thu nhập cũng từ đó tăng theo. Vận trình tháng 10 âm lịch 2025, tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, nam mạng. Tử vi cho thấy, với các nam mạng tuổi Canh Tuất trong tháng này, có vận trình tài lộc về tổng thể ở mức trung bình. Trong tháng 10, vận thế của hầu hết người tuổi này về cơ bản là diễn biến ổn định, ít khi bị các yếu tố bên ngoài tác động và làm phiền. Tuy nhiên, dù tài lộc ổn định, nhưng bản mệnh tuổi Canh Tuất cũng không nên quá bằng lòng với hiện trạng, nếu không chăm chỉ làm việc thì tài lộc có thể sẽ rơi vào tình trạng dậm chân tại chỗ. Vận trình tháng 11 âm lịch 2025 đối với tuổi Canh Tuất, nam mạng. Bước sang tháng 11 âm lịch cho thấy,
vận trình tài lộc của Nam Mạng tuổi Canh Tuất khởi sắc mạnh mẽ. Với sự trợ giúp của sao Mộc Đức, lại được Tam Hội trợ vận, giúp cho Nam Mạng có được tiền bạc rủng rỉnh. Con giáp này biết tận dụng lợi thế để phát huy điểm mạnh của mình, ghi điểm trong mắt cấp trên, kết quả gặt hái được một khoản tiền thưởng nóng cuối năm tương xứng với công sức bỏ ra. Bản mệnh được sự chỉ dẫn của người đi trước, công việc diễn ra thuận lợi, cho nên việc kiếm tiền trở nên dễ dàng hơn. Do đó, bản mệnh có thể kiếm được rất nhiều lợi nhuận, tiền bạc ở tại thời điểm này. Về sức khỏe, trong tháng này Nam Mạng tuổi Canh Tuất có thể xảy ra một số tai nạn ngoài ý muốn, tai nạn về xe cộ, sự hỗn loạn ở chốn đông người, rất dễ xảy ra cảnh dẫm đạp, xô đẩy. Vì vậy, lời khuyên cho Nam Mạng tuổi Canh Tuất nên hạn chế đến những nơi đông người. Vận trình tháng 12 âm lịch 2025 đối với tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, Nam Mạng. Tháng mới gặp cục diện tứ hình xung, Thìn Tuất Sửu Mùi gây trở ngại, vận trình của Nam Mạng tuổi Canh Tuất bị bao trùm một màu ảm đạm, thị phi, mâu thuẫn xảy ra liên tiếp vào thời điểm này, có thể khiến người tuổi Canh Tuất cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi. Song bản mệnh không nên nghĩ tới việc từ bỏ giữa chừng, hãy dùng hành động thực tế để chứng minh bản thân. Vận khí suy giảm, trong hung tàng cát, Nam Mạng tuổi Canh Tuất cứ nghiêm túc cố gắng, chăm chỉ nỗ lực làm việc hơn trước. Mọi khó khăn trở ngại rồi sẽ qua nhanh, bằng cách đó bản mệnh vẫn sẽ thu được thành quả cho mình. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, Nam Mạng, trong năm Ất Tỵ 2025. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một năm nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.